Website Đào Tạo Forex gửi đến video thứ 3 về tài khoản ở bên trung tâm Đào Tạo Forex. Và tối nay thì chúng tôi, trong thời gian này thì chúng tôi thấy rất là nhiều các cái cảnh tượng ở trên thị trường, rất là nhiều những cái bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này hỏi thế nào là thực chiến và gì nhỉ, rất là nhiều người mà hỏi tôi là gì nhỉ, có giao dịch thực chiến hay là không. Thì tôi xin chia sẻ nhà đầu tư rằng gì nhỉ, thực chiến nó là gì? Nó là bản thân tôi phải cầm tài khoản giao dịch thực tế trên thị trường để cho toàn bộ những ai theo dõi tôi họ thấy được rằng thì nhà tôi đang đánh ở trên tài khoản live hay là tài khoản demo, và tôi có đưa ra những chiến lược như thế nào, thì bản thân tôi có giao dịch hay là không. Thì đó mới được gọi là thực chiến, chứ không phải như cái bọn đều giả ngoài kia nó nói rằng thì bản thân nó chính là những cái chuyên gia forex. Khi mà chúng nó tham gia vào trong thị trường giao dịch forex này thì những giá trị mà chúng nó chia sẻ cho chúng ta thì chúng nó lấy mẹ một cái tài khoản demo ra, thì chúng nó ngồi chúng nó so kè hết cặp này đến cặp khác, xong rồi chúng nó nói ta buy sell con này hay là con nọ trên thị trường. Thì đây là điều mà nhà đầu tư cần phải suy nghĩ, đánh giá lại được ở trên thị trường, bởi vì chúng ta phải hiểu rằng những giá trị thực tế trên thị trường cần phải được chính những cái người ta chia sẻ những cái chiến lược đấy, người ta phải xách tài khoản của bản thân họ ra trên thị trường giao dịch forex này để người ta làm cho bản thân chúng ta thấy rõ được những cái điều này trên thị trường. Người ta không cho chúng ta thấy rõ được các cái khả năng họ giao dịch, vận dụng cái kiến thức ở trên thị trường bằng chính tài khoản của họ, thì làm sao được gọi là thực chiến. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải xem xét cho thật kỹ. Thực chiến không phải là tôi lấy một cái tài khoản ra mà cho các bạn thấy đéo xác định được đó là tài khoản live hay là demo, và rồi cuối cùng thì tôi cứ ra tôi chia sẻ bạn lệnh này đánh, lệnh kia đánh, mà bản thân các bạn không có nhìn thấy là tôi có đánh hay là không đánh ở trên thị trường này. Đấy mà gọi là thực chiến à? Xin lỗi cả các bạn, phân tích cái đéo gì mà toàn ra nói, xong rồi thì đéo bao giờ nói chứng minh được bản thân những cái thằng đấy nó có làm được ở trên thị trường này hay là không. Thế mà suốt ngày ra bobo là kêu quản lý quỹ hay là đánh cho quỹ này hay là đánh cho quỹ kia. Bạn hỏi mẹ nó đang đánh cho quỹ nào, bạn đến trực tiếp cái nơi đấy xem, hỏi xem có phải chúng nó đang đánh cho quỹ không, hay là mẹ xin lỗi cả các bạn rằng chúng nó đang tẩn trên chính sự kém hiểu biết của bản thân các bạn để các bạn tin tưởng vào những giá trị mà chúng nó đưa ra. Chưa kể trong đấy chúng nó còn kêu huy động ủy thác để làm sao để chúng nó cày com ở trên chính những tài khoản của các bạn. Khi các bạn mất đi rồi thì đấy là tiền của các bạn mất đi, các bạn tự mà chịu. Thì những giá trị gì mà nó hứa cho các bạn ban đầu, đến khi mà chúng nó không có khả năng làm được thì chúng nó té thôi. Lấy tiền đâu ra để mà đền cho bản thân các bạn trên thị trường giao dịch forex này? Và trực tiếp tôi chia sẻ một vấn nạn nữa trên thị trường, đó là chính là vấn nạn về IB trên sàn. Các bạn nên nhớ là các bạn phải tránh xa ra, bởi vì IB là những cái thứ con mồi trên thị trường, nó không bao giờ nó biết đánh đâu, nó chỉ là người đứng ra tư vấn về cái sàn đấy cho nhà đầu tư để nhà đầu tư mở tài khoản ra. Rất là nhiều những người tham gia vào trong thị trường giao dịch forex, người ta chưa có đủ kinh nghiệm, người ta còn những cái về thị trường, những cái nhìn nhận về thị trường họ còn yếu, họ chưa có biết rõ, thế nên họ chưa có hiểu mà họ lao vào trong thị trường nhanh, đã bị những cái sàn này cuốc ở trên thị trường giao dịch forex. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải xem xét cho thật kỹ. Thì đấy, tôi chia sẻ cho nhà đầu tư những giá trị để nhà đầu tư có thể đánh giá, nhìn nhận được cái vấn đề này trên thị trường. Và trong suốt những thời gian kế tiếp, tôi sẽ liên tục khi mà chúng tôi đã giao dịch trực tiếp trên thị trường thì chúng tôi sẽ liên tục truyền tải cho nhà đầu tư về các cái giá trị tài khoản để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá, và để nhà đầu tư hiểu được những cái phương pháp phối hợp lại nhau thì và nhìn nhận lại những cái mặt trái trên thị trường giao dịch forex này. Và các bạn sẽ phải hiểu rõ rằng tại sao nó sẽ giấu được những giá trị mà làm cho các bạn mất tiền đi ở trên thị trường. Các bạn nên nhớ tất cả mọi thứ đều có mặt đúng và mặt sai. Mặt sai thì luôn luôn sẽ là ngọt ngào và sẽ sử dụng ra những thứ mà em đềm, các thứ vẽ viễn cảnh rất là đẹp để gửi đến cho các bạn. Nhưng sự thật thì mới đầu thì các bạn có thể là không thích tôi, nhưng tôi khẳng định rằng tất cả những ai đã bước vào trong thị trường giao dịch forex này trước sau gì rồi cũng sẽ nhìn nhận lại cả một cái quá trình tôi nỗ lực để chứng minh cho bản thân các bạn. Để các bạn nhìn nhận lại ở trên thị trường này bằng chính những tài khoản của bản thân tôi thì các bạn sẽ thấy rõ được tại sao tôi luôn luôn ra ngoài, tôi gay gắt trong vấn đề này. Tôi gay gắt không phải vì vấn đề là của tôi hay là của các bạn trên thị trường này, bởi vì chính những bản thân tôi trong giai đoạn đầu tiên khi tham gia vào trong thị trường giao dịch forex, tôi đã bị chính thằng thầy đầu tiên của tôi, nó lừa đảo và gây thiệt hại cho tôi rất là lớn. Nhưng sau đó tôi đã gặp được những người họ đã chứng minh toàn bộ những cái tài khoản của họ trên thị trường, và họ đã hướng dẫn tôi, và để mà có được một tôi như ngày hôm nay, tôi luyện tập và để tôi chứng minh toàn bộ những giá trị thực tế trên thị trường cho nhà đầu tư. Và cũng tiện đây thì tôi xin hẹn toàn bộ anh em ở ngoài miền Bắc Hà Nội thì ngày 15 Tây tháng 1 này tôi sẽ có chuyến ra ngoài Hà Nội, sẽ tập trung, anh em sẽ tập trung lại ngoài Hà Nội. Và tôi cũng đã có nhờ một số người bạn của tôi liên hệ với cả thằng mà tôi hẹn để mà giao đấu, thì tôi chia sẻ hẳn, thì tôi cũng trước sau thì tôi sẽ đến tìm gặp thằng này bằng mọi cách. Đó, website Đào Tạo Forex, tôi là chủ website Đào Tạo Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Tôi hẹn để mà giao đấu, thì tôi chia sẻ hẳn, thì tôi cũng trước sau thì tôi sẽ đến tìm gặp thằng này bằng mọi cách. Đó, website Đào Tạo